đi chơi công viên thôi. Mình lên chơi thú nhún nào. Chơi thú nhún, chơi thú nhún, chơi thú nhún. Ồ, đằng kia có những đứa trẻ không chịu ở nhà, đi ra ngoài chơi một mình. À, ai à, bắt bạn này. Ồ, cứu với, cứu với, cứu với. Ai mà cứu được ngươi. Rồi. Bắt lên nào các bạn ơi, bắt lên nào, tôi bắt lên đằng trước đó, bắt lên nào. Dưới lên nào, dưới lên nào. Để bay, để bay, để bay. Tôi bắt cóc kia thế nào đứng lại, tôi bắt cóc kia thế nào đứng lại. Oh. Tôi bắt cóc mày đứng lại, tôi bắt cóc mày đứng lại, tôi bắt cóc mày đứng lại, tôi bắt cóc mày đứng lại. Oh. Oh my god. Rồi. Các bạn ơi, hôm nay mình cùng đi chơi công viên đi các bạn ơi. Ờ, hôm nay cuối tuần tụi mình đi chơi công viên đi các bạn. Ok, vậy tụi mình cùng ra công viên chơi đi ha. Đi chơi công viên thôi. Cùng nhau lên trên đây chơi thú nhún nha. Mình lên chơi thú nhún nào. Rồi mình lên nào. Cho mình lên dưới nè. Mình cũng muốn lên chơi nè. Mình chơi dưới, mình chơi dưới. Mình chơi nữa. Chơi thú nhún, chơi thú nhún. Ồ, đằng kia có những đứa trẻ không chịu ở nhà, đi ra ngoài chơi một mình. À, giờ này không chịu về nhà mà dám đi lung tung ra ngoài công viên chơi một mình. À, bây giờ mình sẽ đi bắt chúng nha. Rồi, chúng ta đã đến chỗ của những đứa trẻ rồi. Bây giờ mở cái nắp này ra các bạn ơi. Đó. Bắt đầu. Ai à, bắt bạn này. Ô, cứu với, cứu với, cứu với. Ai mà cứu được ngươi. Rồi. Bắt bạn này. Ô, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với. Cho vô trong này. Đậy nắp lại. Đậy nắp lại. Vậy là ta đã bắt được hai đứa trẻ không chịu ở nhà, đi ra ngoài công viên chơi. Chạy thôi. Ôi không được rồi các bạn ơi, bạn xe cẩu nhỏ và xe đổ rác nhỏ đã bị bắt cóc rồi các bạn ơi. Chúng ta hãy mau gọi cảnh sát cứu hộ đi nào. Ừ được rồi, để mình gọi cho cảnh sát cứu hộ. Alo, alo, cảnh sát cứu hộ hả? Có một xe container bắt cóc hai bạn của tụi con rồi. Cảnh sát cứu hộ ơi, mau cứu bạn con đi cảnh sát cứu hộ ơi. Bạn ơi, có một vụ bắt cóc vừa xảy ra. Có một chiếc xe container bắt hai bạn nhỏ, đó là một bạn xe cẩu múc cát và một bạn xe đổ rác nhỏ. Bây giờ chúng ta hãy nhận nhiệm vụ giải cứu mấy bạn nhỏ để đi nào. Ok được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ xuất phát trước, mấy bạn hãy đi theo sau nha. Ok, chúng ta hãy đi mau nào. Let's go nào, mau đi giải cứu những đứa trẻ thôi. Mau xuất phát nào các bạn ơi. Ok, let's go. Hình như có xe cảnh sát đang đuổi theo. Tôi sẽ lên chặn đầu hắn trước nha các bạn. Rồi, tôi sẽ ở đây chặn đường hắn nha. Bây giờ bạn hãy đi đuổi hắn đi. Ô,
xin chi viện, xin chi viện. Chúng tôi đang ở đường 05, tên bắt cóc vừa đụng ngã vào xe cảnh sát. Bây giờ chúng tôi đang bị kẹt lại. Xin chi viện, mau dí theo tên bắt cóc đi nào. Chúng ta hãy mau lên chi viện nhanh lên. Nhanh lên nào các bạn ơi. Rồi, khoan khoan, dừng lại. Rồi, bây giờ tôi sẽ đứng đây chặn hắn. Anh hãy vòng đường kia và dí theo hắn đi nha. Chặn hắn. Ok, bạn hãy đây chặn hắn. Để tôi đi đường kia vòng lại dí theo hắn nha. Let's go. Tôi bắt cóc kia, hãy mau đứng lại. Tôi bắt cóc kia, hãy mau đứng lại. Được rồi, chúng tôi cần chi viện. Chúng tôi đang ở đường 03. Tên bắt cóc vừa đụng một chiếc xe cảnh sát rồi. Chúng tôi đang bị kẹt lại ở đường 03. Các bạn hãy nhanh nhanh ra đường 03 chặn tên bắt cóc lại đi nào. Rồi, chúng ta hãy mau nhanh nhanh đi bắt tên bắt cóc đi nào. Tên bắt cóc hãy mau đứng lại. Tên bắt cóc hãy mau đứng lại. Bây giờ tôi sẽ chạy vòng đường này để chặn hắn lại. Tôi sẽ đứng đây chặn hắn lại. Để tôi sẽ lên hỗ trợ các bạn. Rồi, tôi sẽ đứng đây và chặn hắn lại luôn. Còn tôi cũng sẽ lên hỗ trợ các bạn luôn. Let's go. Rồi, chúng ta hãy đứng ở đây và chặn tên bắt cóc đó lại. Tên bắt cóc hãy đứng lại. Oh my god. Rồi, tên bắt cóc đã bị bắt rồi. Ha ha. Xe cảnh sát, mọi người đã bao vây được hắn rồi. Mau giải cứu những đứa trẻ ra nào. Đây. Rồi. Đây. Rồi, những đứa trẻ được giải cứu rồi. À, còn tên bắt cóc này. À, chúng ta hãy giải hắn rời đi nào. Các bạn nhỏ hãy nhớ nha, lần sau không được đi chơi một mình, rất nguy hiểm biết chưa. Phải ở nhà nghe lời ba mẹ biết chưa. Không được đi lung tung ra công viên một mình, rất dễ bị kẻ xấu bắt biết chưa. Dạ, tụi con biết rồi. Con cảm ơn chú cảnh sát. Thôi tụi con về nha chú cảnh sát. Ok, tụi con hãy về nhà mau lên đi. Không thôi ba mẹ con ở nhà trong đó. Dạ, con chào chú cảnh sát. Dạ, con chào mấy chú cảnh sát nha. Rồi, tên bắt cóc đã bị bắt rồi. Bây giờ chúng ta hãy đưa tên bắt cóc này về đồn đi nào. Let's go.